Sống An Lạc rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, khi nhắc đến thanh lọc, chắc hẳn nhiều quý vị khán giả sẽ nghĩ ngay đến việc thanh lọc gan phải không ạ? Bởi vai trò chính của gan là loại bỏ chất độc trong máu và chuyển hóa năng lượng. Tuy nhiên, bạn có biết rằng trong cơ thể chúng ta cũng có một bộ phận khác rất cần được thanh lọc, đó chính là phổi. Phổi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống của chúng ta. Song ngày nay, việc tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, chế độ ăn uống thiếu khoa học và đặc biệt là hút thuốc lá dẫn đến độc tố tích tụ quá nhiều trong phổi, gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, điển hình là ung thư phổi. Vậy chúng ta cần phải làm gì để lá phổi của mình luôn khỏe mạnh mỗi ngày? Ngay sau đây, Sống An Lạc sẽ mách cho quý vị cách lọc sạch độc tố trong phổi chỉ trong 3 ngày vô cùng đơn giản. Thậm chí là dù người hút thuốc lâu năm cũng có thể yên tâm sở hữu ngay một lá phổi khỏe mạnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trước khi đến với cách thanh lọc phổi vừa đơn giản vừa hiệu quả, quý vị hãy cùng với Sống An Lạc điểm qua một vài dấu hiệu cảnh báo phổi đang bị tổn thương nhé. Dấu hiệu thứ nhất, khó thở. Người bệnh gặp khó khăn khi thở ra hoặc hít vào hoặc cả hai. Triệu chứng phổi yếu này là do phế quản bị hẹp, tắc nghẽn hoặc phế nang bị tổn thương, xơ hóa, mất khả năng giãn rộng và xẹp lại. Khó thở được chia làm khó thở đột ngột và khó thở từ từ. Với khó thở từ từ, thời gian đầu các dấu hiệu rất mờ nhạt, người bệnh chỉ cảm thấy khó thở khi hoạt động gắng sức, vì vậy triệu chứng này dễ bị bỏ qua. Nhưng mức độ khó thở sẽ nặng lên theo thời gian. Về sau, thậm chí người bệnh khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi và phải cần đến sự hỗ trợ của các liệu pháp oxy. Sự trao đổi khi bị hạn chế khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi vì nhu cầu oxy của cơ thể không được đáp ứng, kèm theo việc dễ bị khó thở khi hoạt động, khiến chất lượng cuộc sống của người bệnh giảm sút nặng nề. Dấu hiệu thứ hai, ho kéo dài. Ho kéo dài cũng là triệu chứng phổi yếu điển hình. Đa số các trường hợp bắt đầu ho nhiều vào sáng sớm. Về sau ho đêm và ho cả ngày, tần suất cơn ho sẽ ngày càng dày đặc. Sau khi dùng thuốc giảm ho long đờm, các triệu chứng có thể biến mất nhưng lại dễ dàng tái phát. Sau mỗi lần tái phát, tình trạng sẽ nặng hơn, uống thuốc cũng sẽ lâu hết triệu chứng, thậm chí là không có tác dụng. Ho có thể là ho đờm hoặc không có đờm, đờm loãng hoặc đặc và có các màu khác nhau như là xanh, vàng hoặc đục mủ. Ngoài ra, người bệnh còn có thể ho ra máu có lẫn trong đờm. Nếu bạn bị ho ra máu, nghĩa là phổi của bạn đã bị tổn thương và suy yếu nghiêm trọng. Vì vậy, bạn cần đi khám và điều trị ngay khi có dấu hiệu này. Dấu hiệu thứ ba, đau tức ngực. Tức ngực là biểu hiện khi màng phổi bị tổn thương. Trong một số trường hợp, đau tức ngực còn do tổn thương tim, thực quản hoặc thành ngực. Đây là triệu chứng phổi yếu thường gặp. Chúng xuất hiện khi bệnh nhân gắng sức và đi kèm với tình trạng khó thở. Thưa quý vị, rất nhiều người trong số chúng ta dù chưa từng hút một điếu thuốc nhưng vẫn gặp phải các vấn đề về phổi. Trong khi người khác dù có thâm niên hút thuốc lên đến 40 năm mà phổi của họ vẫn hoạt động bình thường. Bạn có muốn biết bí quyết không? Hãy cùng chúng tôi tham khảo cách làm sạch phổi chỉ trong 3 ngày ngay sau đây nhé! Để quá trình làm sạch phổi diễn ra trọn vẹn, hiệu quả tốt nhất, trước 2 ngày áp dụng chế độ, bạn hãy nói không với sữa và các sản phẩm làm từ sữa. Tránh xa môi trường có khói thuốc lá. Trước ngày đầu tiên, hãy uống một ly trà thảo mộc trước khi đi ngủ. Bạn có thể chọn bất kỳ loại thảo mộc nào cũng được. Loại thức uống này sẽ có tác dụng giải phóng các chất độc có trong ruột, tránh tình trạng táo bón. Chính điều này cũng tạo ra điều kiện để phổi có thời gian thanh lọc, không bị áp lực từ sự quá tải của các cơ quan khác. Sau đây, hãy bắt đầu hành trình 3 ngày thanh lọc phổi. Ngay sau khi thức dậy, hãy chuẩn bị 2 trái chanh và 300ml nước. Chanh vắt lấy nước cốt hòa trong 300ml nước đã chuẩn bị và xin lưu ý hãy uống trước khi ăn sáng bạn nhé. Giữa bữa ăn sáng và bữa trưa, hãy uống 300ml nước ép cà rốt. Loại thực phẩm này có tác dụng làm kiềm hóa máu của bạn trong thời gian làm sạch 3 ngày. Trong bữa trưa, bạn nên uống 400ml nước ép các loại rau củ quả giàu kali như là chuối, rau dền, khoai lang, cà chua, v.v. Khi đi vào cơ thể, kali được xem như là một chất bổ làm sạch phổi. Trước khi đi ngủ, hãy bổ sung cho cơ thể 400ml nước ép Nam Việt Quất. Hàm lượng kali và chất chống oxy hóa có trong loại siêu trái cây này sẽ giúp phổi chiến đấu với các loại vi khuẩn gây ra tình trạng nhiễm trùng. Nếu không có Nam Việt Quất, bạn cũng có thể thay thế bằng các loại trái cây giàu kali khác. Bất kỳ thời gian nào rảnh rỗi trong ngày, hãy uống 300ml nước ép bưởi. Nếu bạn không tìm thấy được loại trái cây này hoặc không thích, có thể chuyển sang nước ép dứa. Cả dứa và bưởi đều giàu chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cải thiện hệ thống hô hấp. Lặp lại tương tự trong 3 ngày, phổi của bạn sẽ nhanh chóng được làm sạch chỉ với các thành phần nguyên liệu trái cây không tốn kém lại hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà.
Ngoài áp dụng nghiêm ngặt theo các điều trên, bạn có thể thêm vào chế độ dinh dưỡng của mình vài loại thực phẩm tốt cho phổi sau đây. Thứ nhất, trà xanh. Một số hợp chất có trong thuốc lá có thể gây dày nội mạc động mạch, làm giảm đáng kể sự tiết axit dạ dày và tăng đường huyết và các triệu chứng khác. Trong khi đó, các chất catechin có trong trà có tác dụng đặc biệt để ngăn chặn sự lắng động cholesterol trong thành mạch máu, tăng nhu động dạ dày và hạ thấp lượng đường trong máu hiệu quả. Vì vậy, người hút thuốc nên thường xuyên uống trà, đặc biệt là trà xanh, để làm giảm tác dụng độc hại của thuốc lá. Trà không chỉ là món đồ uống lợi tiểu giải độc mà còn có thể đào thải chất độc trong nước tiểu, làm giảm thời gian lưu lại của khói thuốc trong cơ thể. Thứ hai, gừng tươi. Gừng cũng có thể giúp giải độc phổi vì nó có một số hợp chất hóa học vốn giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn. Gừng giúp loại bỏ các chất ô nhiễm có trong không khí trước khi chúng gây hại cho phổi. Thứ ba, lá bạc hà. Bạc hà cũng được xem là một trong những thực phẩm giúp làm sạch phổi trong 3 ngày. Lá bạc hà, tinh dầu bạc hà giúp thư giãn các cơ trơn của đường hô hấp, giúp thở dễ dàng và làm sạch các tắc nghẽn đường hô hấp trên. Thứ tư, mộc nhĩ đen. Mộc nhĩ đen còn có tên gọi ví von là món mặn trong nhóm rau, nghĩa là thực vật nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có trong thịt động vật. Ngoài ra, mộc nhĩ đen rất giàu gelatin, có thể giúp cơ thể hấp thu chất cặn bã, bụi bẩn còn sót lại trong hệ thống tiêu hóa và thải ra ngoài, do đó làm sạch đường ruột. Thứ năm, tiết lợn. Tiết lợn có tác dụng chống bụi bẩn và cặn bã tích tụ lại trong các bộ phận trên cơ thể là thông tin đã được nhiều người biết đến. Điều này là do sự phân hủy axit protein trong tiết lợn tại dạ dày trong quá trình tiêu hóa sẽ tạo ra chất có khả năng khử trùng và cải thiện chức năng đường ruột. Quý vị thân mến, cách đơn giản nhất để thanh lọc phổi hàng ngày đó chính là thông qua chế độ ăn uống, vừa giúp phổi khỏe mạnh lại vừa bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Vậy nên quý vị hãy áp dụng ngay để cảm nhận hiệu quả nhé. Thưa quý vị, bên cạnh việc ăn uống phù hợp giúp phổi đủ vi chất dinh dưỡng thì bạn cũng cần phải tập luyện mới giúp phổi có sức chống đỡ trước nguy cơ nhiễm bệnh. 4 bài tập sau đây, các chuyên gia khuyên chúng ta nên duy trì thường xuyên để cải thiện chức năng phổi, giúp phổi khỏe mạnh hơn và nâng cao sức khỏe vượt trội. Cùng tiếp tục tìm hiểu quý vị nhé. 4 bài tập để có một lá phổi khỏe mạnh. Thứ nhất, bài tập hít thở sâu. Hít thở sâu là bài tập cực kỳ đơn giản, hiệu quả, giúp làm sạch phổi và mang lại một cảm giác dễ chịu để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để thực hiện bài tập hít thở sâu làm sạch phổi này. Sau đây là 3 bước đơn giản để thực hiện bài tập này. 1. Bạn cần đứng thẳng, thật thoải mái, giữ cánh tay xuôi, hai bàn chân dang rộng bằng vai, đầu hơi ngửa về phía đằng sau. 2. Hít vào thật sâu bằng mũi và thở ra nhẹ nhàng bằng miệng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đẩy ra toàn bộ khí tồn trong phổi bằng cách thở mạnh hơn. 3. Thở ra bằng miệng trong vài lần. Trong khi thở miệng, bạn phát ra âm thanh hà, hà, nhằm đẩy mạnh luồng khí trào ra ngoài. 4. Hít sâu bằng mũi đến khi có cảm giác căng lồng ngực. Giữ trong từ 3 tới 5 giây để từng tế bào của cơ thể hấp thu trọn vẹn lượng oxy tinh khiết. 4. Thở ra bằng miệng một lần nữa theo bước 4 để đẩy toàn bộ khí tồn đọng ở đáy phổi thoát ra ngoài. Bước thứ 4 là bước rất quan trọng vì nó giúp tống toàn bộ khí độc ra khỏi phổi. Bạn có thể thực hiện lại bước này nhiều lần để tăng hiệu quả làm sạch phổi, tăng cường lưu thông máu và làm đẹp da nhé. Bài tập thứ 2, đi bộ 20 phút. Theo nhiều chuyên gia cho biết, đi bộ không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn có tác dụng rất tốt cho những người mắc bệnh phổi. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành khoảng 20 tới 30 phút đi bộ sẽ giúp mang lại những hiệu quả bất ngờ về sức khỏe. Để đi bộ đạt kết quả tối ưu, hãy đi thẳng người và ngẩng cao đầu, giữ thẳng vai và bước dài chân đều đặn. Cách đi bộ này không làm ép khung xương sườn và cho phép phổi giãn nở. Việc đi bộ sẽ làm khỏe các mô xung quanh phổi, giúp chúng hoạt động tốt hơn. Đây là một bài tập đơn giản giúp nâng cao sức khỏe, giúp cải thiện và phòng ngừa được nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh tuổi già hay gặp như là tim mạch, huyết áp, tiểu đường, ung thư, v.v. Bài tập thứ 3, chống đẩy. Chống đẩy là bài tập thể lực được nhiều người áp dụng bởi động tác dễ thực hiện, mang lại hiệu quả cao trong rèn luyện sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, tập chống đẩy có tác dụng làm cho cơ thể săn chắc hơn, giúp tâm trạng vui vẻ và đặc biệt giúp điều hòa hơi thở. Với bài tập này, mỗi khi bạn hít vào, ngực và phổi của bạn đều nở ra, cải thiện tình trạng thở nông trong bệnh lý hô hấp. Để hít đất, bạn cần phải thẳng tay, phần mông, bụng siết, hạ xuống sao cho thật vững chắc. Hạ thân xuống cho tới khi khửu tay 90 độ hoặc thấp hơn. Để mang lại hiệu quả tốt khi hít đất, bạn nên thực hiện theo nguyên tắc sau. Khi dùng lực nặng thì thở ra, dùng lực nhẹ thì hít vào.
hít bằng mũi và thở ra bằng miệng. Thứ tư, bài tập làm rỗng phổi. Bài tập này giúp làm tăng dung tích phổi, khai thông đường thở. Đây cũng là động tác giúp phổi khỏe mạnh, bảo vệ phổi. Các động tác được thực hiện như sau. Để thực hiện tư thế này, bạn cần đứng thẳng với đầu gối thư giãn. Sau đó uốn cong ở thắt lưng, thổi ra tất cả không khí từ phổi. Thực hiện hít vào càng sâu càng tốt khi bạn từ từ trở lại vị trí thẳng đứng. Còn một điều vô cùng quan trọng mà bạn cần biết để bảo vệ phổi, đó chính là thay đổi ngay những thói quen xấu sau đây. Thứ nhất, không có thói quen đeo khẩu trang. Môi trường sống xung quanh ngày càng ô nhiễm, khói bụi, thuốc lá, hóa chất độc hại. Khi tiếp xúc hàng ngày sẽ khiến phổi bị suy giảm chức năng, hỏng phổi, phổi bị tích tụ các chất độc hại là tác nhân chính gây ra bệnh ung thư phổi. Mặc dù với tình trạng ô nhiễm không khí như hiện nay, tuy nhiên nhiều người vẫn có thói quen không sử dụng khẩu trang khi đi ra đường. Thói quen này lâu dần khiến bạn tiếp xúc nhiều hơn với khói bụi và chất độc hại ngoài không khí. Chúng thâm nhập vào phổi và gây ra những vấn đề đe dọa sức khỏe của bạn. Do vậy, hãy thay đổi thói quen gây hại cho phổi này để bảo vệ và chăm sóc lá phổi một cách tốt nhất nhé. Thứ hai, uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào. Rượu là chất kích thích có hại cho sức khỏe. Chất cồn có trong rượu sẽ phá vỡ các liên kết protein, trong khi đó liên kết protein này có vai trò lưu thông khí trong phổi. Người nghiện rượu sẽ có nguy cơ cao mắc phải các vấn đề về phổi hơn người bình thường. Rượu không những là thói quen gây hại cho phổi mà nó còn tác động tiêu cực đến nhiều hệ cơ quan khác trong cơ thể, nhất là gan và dạ dày. Ngoài rượu thì thuốc lá, thuốc lào cũng là những thói quen gây hại cho phổi. Khói thuốc lá, thuốc lào được làm từ hàng nghìn các loại hóa chất khác nhau. Thuốc lá chứa hơn 4.000 hóa chất khác nhau. Người hút thuốc lá hay kể cả là người hút thuốc lá thụ động, hít phải khói thuốc cũng có nguy cơ gặp các vấn đề về phổi như là viêm phổi, ho, suy giảm hệ hô hấp, thậm chí là ung thư phổi. Thứ ba, lười tập thể dục. Khi luyện tập thể dục, cơ thể được hít thở sâu, từ đó giúp phổi trở nên khỏe mạnh và tăng được hiệu suất hoạt động của phổi. Không chỉ vậy, việc luyện tập thể dục thể thao còn giúp bạn có thân hình đẹp hơn, các cơ bắp khỏe mạnh và sẽ cần ít oxy hơn để hoạt động, nhờ đó mà thể lực của chúng ta cũng được cải thiện. Thứ tư, không uống đủ nước. Việc uống đủ nước là một điều rất quan trọng nếu bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu không uống đủ nước, nhiều cơ quan, đặc biệt là phổi, sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Trên thực tế, những người không uống đủ nước sẽ có chất nhầy ở khoang mũi đặc hơn, hơi thở có mùi và dễ mắc các bệnh về hô hấp hơn đấy. Quý vị thân mến, vậy là qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã bỏ túi cho mình những bí quyết thanh lọc phổi hiệu quả rồi phải không ạ? Để áp dụng và thấy hiệu quả, hãy chia sẻ ngay với bạn bè và người thân của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.